Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh có buổi tiếp công dân định kỳ để giải quyết một số kiến nghị trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Liên Chiểu. Theo đó, qua nghe các kiến nghị của bà Phạm Thị Hồng Dung, ngụ tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn và ông Nguyễn Văn Thủy, ngụ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà về đề nghị cho giải quyết gia hạn thuê chung cư, kiến nghị của ông Huỳnh Văn Thu, ngụ tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà về xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất. Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Trang, ngụ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, về giải quyết bố trí một lô đất tái định cư đường 5m5 để gia đình ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đề nghị các sở ngành địa phương liên quan ra soát xem xét căn cứ trên các quy định hiện hành để giải quyết các kiến nghị của công dân, đảm bảo đúng người đúng việc, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.